Thưa điểm máy tính trị Anca xin chào. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một sản phẩm của Acer, đó là Acer AS Swift 5 phiên bản 56F3 và 72F8. Vâng, Acer Swift 5 của chúng ta là một mẫu laptop vừa mới được Acer cho ra mắt nửa cuối năm 2016 với độ mỏng ấn tượng, siêu nhẹ và một pin lâu dài dành riêng cho giới doanh nhân. Thiết kế vẻ bề ngoài thu hút với vỏ nhôm nguyên khối, được phủ một lớp vân nano chống bám bụi và vân tay. Cấu hình cao kết hợp với một màn hình 14 inch để bạn xử lý mượt mà các công việc của giới văn phòng. Xét về tổng quan của máy, máy có thiết kế rất là đẹp mắt với gam màu đen truyền thống, độ mỏng ấn tượng chỉ 1,47cm. Vỏ của Acer Swift 5 được phủ tới 3 lớp, với vân nano kẻ sọc bên ngoài tạo cảm giác rất là mịn và êm khi chạm tay vào. Acer Swift 5 có màn hình làm bằng tấm nền IPS 14 inch với khung viền siêu mỏng, cho bạn một cảm giác như là chiếc máy tính chỉ có kích thước tương đương với laptop 13 inch mà thôi. Tuy nhiên là bạn có thể nhìn thấy được ngay đây chính là màn hình gương, không có khả năng chống lóa. Khớp nối của Acer Swift 5 được tô điểm với gam màu bạc, trông hài hòa với màu đen của thân máy. Phần bàn phím cũng được tích hợp đèn nền LED trắng xanh, sẽ rất là tiện khi bạn làm việc ở những nơi thiếu ánh sáng hoặc là đêm khuya. Bàn di chuột cảm ứng có kích thước rộng rãi. Sản phẩm này có bàn di chuột với đường cắt kim cương xung quanh, tạo cảm giác sang trọng và lịch lãm cho người sở hữu. Acer còn trang bị thêm cả cảm biến vân tay thời thượng, là một dạng cảm biến chạm tương tự như trên smartphone. Acer Swift 5 của chúng ta sở hữu một thiết kế mỏng nhẹ nên hạn chế một số cổng kết nối. Cụ thể ở cạnh trái của chúng ta sẽ có một cổng USB, một jack cắm tai nghe tích hợp microphone và một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh. Bên cạnh phải sẽ có một cổng HDMI, một cổng USB 3.0 có thể cắm sạc cho smartphone ngay cả khi tắt máy. Và sau cùng đó là một USB Type-C đa năng. Tuy không có cổng mạng LAN nhưng bạn có thể truy cập vào mạng Internet bằng Wi-Fi chuẩn AC mạnh mẽ với tốc độ cao gấp 3 lần so với chuẩn cũ. Công nghệ Wi-Fi MIMO của Acer giúp bạn bắt sóng khỏe hơn dù modem ở khoảng cách khá là xa. Các cánh tản nhiệt thì được đưa ra phía sau gáy máy giúp máy hoạt động ổn định. Bạn sẽ không cảm thấy nóng khi sử dụng như các thế hệ máy tính trước đây. Acer Swift 5 thì rất là phù hợp với người dùng cơ động. Bạn có thể ngồi cà phê cả ngày, làm việc mà không cần phải cắm sạc nhờ một loại pin dung tích tới 6 sao và theo thông tin từ nhà sản xuất thì thời lượng pin có thể tới 12 tiếng đồng hồ. Pin được gắn liền trong máy nhưng bạn có thể thay thế được. Với hai loa được bố trí ở hai bên rìa. Công nghệ âm thanh True Harmony cao cấp kết hợp với âm vòm Dolby sẽ giúp bạn có được những phút giây thư giãn rất là thoải mái với những bản nhạc hay là những bộ phim sống động, âm thanh trong trẻo và có chiều sâu. Điểm qua một chút về cấu hình của Acer Swift 5. Máy được trang bị chip Intel thế hệ thứ 7 Kaby Lake mới nhất của Intel. Sản phẩm sở hữu hai phiên bản với cấu hình Core i5 và cấu hình cao cấp Core i7. Cả hai phiên bản đều được trang bị RAM 8GB, 256GB SSD cùng với đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 620. Về màn hình, với tấm nền IPS và độ phân giải cao Full HD sẽ giúp bạn giải trí tốt hơn như xem phim sắc nét, chất lượng hiển thị cao, màu sắc trung thực, góc nhìn rộng. Điểm yếu duy nhất của màn hình này đó là không có khả năng chống chói khi sử dụng ở ngoài trời sáng. Như vậy là Acer Swift 5 hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho thị trường laptop doanh nhân nhờ thiết kế đẹp siêu mỏng nhẹ, sang trọng của lớp vỏ nhôm vân nano, màn hình chất lượng IPS, hiệu năng đáp ứng được nhiều nhu cầu công việc thường ngày, cùng với đó là mức giá cả hợp lý. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!